Cô chào cả lớp. Ngày hôm nay chúng ta lại quay lại với phần chữa bài của buổi số 74 và giao bài của buổi số 75. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài. Bây giờ cô sẽ đợi các bạn một chút nữa để cho các bạn vào lớp đủ một chút, sau đó là chúng mình sẽ bắt đầu chữa bài nhé. Ok. Trong phần chữa bài ngày hôm nay thì có hơi đặc biệt một chút, đó là chúng ta sẽ đến với phần mở rộng trước. Phần mở rộng trước tại vì là cô thấy là phần mở rộng nó sẽ giúp cho chúng mình trong cái phần chữa bài dịch câu. Thế là bây giờ cô sẽ cho các bạn phần mở rộng trước. Thế thì bây giờ trong lúc đợi các bạn vào lớp thì bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn qua một chút về phần chữa bài ngày hôm nay nhá. Đó, đây là bài buổi chữa ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta chữa bài với một kiến thức mới, đó là chúng ta sẽ dùng với lượng từ a few. A few. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng đọc qua một chút về phần câu mẫu. I have to buy a few things at the supermarket. I have to buy a few things at the supermarket. Tôi phải mua một vài thứ ở siêu thị. Vậy thì ở đây mình thấy đề bài đã dùng với a few. Đằng sau từ things đang tồn tại ở dạng danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều. Và khi này thì mình sẽ dịch câu là tôi gì ạ? Tôi phải gì? Phải mua một vài thứ, đúng không? Ở siêu thị. Ok. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài 5 câu nhá. Đầu tiên sorry, chúng ta sẽ đến với phần mở rộng của few và a few. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân biệt hai từ mà cô thấy rằng là các bạn có rất nhiều sự nhầm lẫn ở đây. Thế thì bây giờ các bạn sẽ cùng mở vở ra để chúng ta ghi lại một chút về hai cái phần kiến thức này, đó là về phần kiến thức chúng ta phân biệt giữa few và a few. Nó chỉ khác nhau mỗi một chữ ở thôi, nhưng cách sử dụng của nó hoàn toàn khác nhau các bạn nhé. Few và a few. Đầu tiên các bạn sẽ cùng cô đến với few. Phải nói sơ qua một chút, đó là với few và a few các bạn sẽ đều cộng danh từ số nhiều và đếm được, đúng không ạ? Số nhiều và đếm được. Vậy thì với few thì sao? Chúng ta sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều, và khi này khi chúng ta dùng few sẽ có ý nghĩa đó là rất ít và không có đủ để làm gì. Ví dụ tôi nói là tôi còn rất ít tiền, không đủ để mua một quyển vở chẳng hạn. Hoặc tôi nói là tôi còn rất ít tiền, không đủ để mua một chút thức ăn. Thì mình sẽ dùng một few. Đi với danh từ đếm được số nhiều. Và quan trọng là cái ý nghĩa của nó sẽ mang ý nghĩa là gì ạ? Rất ít và không đủ để làm gì. À, vì vậy bản thân của nó là mang nghĩa không đủ. Thế nên là nó sẽ có tính gì ạ? Tính phủ định. Đúng không ạ? Tính phủ định. Chúng ta có một ví dụ như thế này. I have few books, not enough for reference reading. I have few books. Tôi có rất ít sách, đúng không ạ? Not enough có nghĩa là không đủ. Không đủ để đọc tham khảo. Reference reading, đọc để tham khảo, đúng không ạ? I have few books, not enough for reference reading. Không đủ đọc để tham khảo. Vậy đây mình thấy rằng là cái lượng sách của bạn có rất là ít và nó không đủ cho bạn ấy đọc. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ dùng với few. Vậy thì trái ngược lại với few chúng ta có a few. Đầu tiên các bạn phải nhớ được a few sẽ cộng với danh từ đếm được số nhiều. Và khi này nó không dịch được là một ít nữa mà nó dịch là gì ạ? Có một chút và có đủ để làm cái gì đó. Ví dụ tôi nói là tôi có đủ tiền, đúng không ạ? Tôi có một chút tiền. À, không nhiều đâu nhưng mà tôi có một chút tiền đủ để ăn sáng chẳng hạn. Đó, thì sẽ là có một chút các bạn nhá. Với a few. Vậy thì đặc biệt rằng đối với a few thì ở đây thì chúng ta thấy rằng nó không có cái tính phủ định, đúng không ạ? A few. Ví dụ ta có I have a few books enough for reference reading. Câu số 2 và ví dụ 1 giống hệt nhau, chỉ khác mỗi là enough và not enough.
Rõ ràng mình thấy rằng ở câu số 2 chúng ta có là tôi có một vài quyển sách đủ để đọc tham khảo. Đúng không ạ? Có một vài quyển, có một vài quyển không nhiều thế nhưng mà đủ để làm gì đó. Ok, vậy thì mình sẽ dùng với cả a few. I have a few books, not enough for reference reading. Đó, câu 1 và câu 2. Với hai ví dụ của few và a few đầu tiên, các bạn nhắc nhớ cho cô là hai cái lượng từ này sẽ đi với danh từ đếm được và số nhiều. Thế nhưng few mang ý nghĩa của bản thân nó là rất ít, đúng không ạ? Không có đủ để làm gì đó, và nó sẽ mang có, nó sẽ, bản thân của từ a few nó có cái tính phủ định trong cái từ đó. Còn trái ngược lại với a few thì mình thấy rằng đi với danh từ đếm được số nhiều. Và lúc này nó không mang ý nghĩa phủ định mà nó mang nghĩa là có một chút, đúng không ạ? Đủ để làm gì? Đó, đủ để làm gì? Ok. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chữa bài. Thế nhưng mà các bạn sẽ ghi chép lại phần này cho cô nhá. Các bạn ghi chép lại phần mở rộng vào vở cho cô để tẹo nữa. Sau khi chữa bài xong, chúng ta sẽ có một phần bài tập nhỏ nhỏ để luyện tập cho phần mở rộng này. Các bạn ghi lại phần mở rộng cho cô nhá. Bạn nào ghi xong rồi, các bạn chat là comment là con xong rồi, đúng không ạ? Để cô bắt đầu cô chữa bài nhá. Rồi, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu đến với phần chữa bài, 5 câu chữa bài trong bài học ngày hôm nay. Câu số 1, một vài người đang chờ. Một vài người đang chờ. Vậy thì mình đã nói với nhau rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng với lượng từ đó là a few. A few, một vài người, danh từ người số nhiều, các bạn nhớ nhé. Đằng sau của a few cộng với danh từ số nhiều. Vậy danh từ người số nhiều, một người là person. Vậy nhiều người sẽ là a few. Gì ạ? Đúng rồi, a few people. Chính xác. Đang chờ. Ở đây mình thấy rằng đây là một thì hiện tại tiếp diễn vì hành động đó đang xảy ra tại thời điểm nói, và chúng ta sẽ dùng với to be cộng verb in. Vậy ở đây mình thấy rằng chủ ngữ là chủ ngữ số nhiều, people. Vậy chúng ta sẽ có là a few people are waiting. Rất tốt. A few people are waiting. Ok. A few people are waiting. Rồi, rất là tốt. Câu 2, tôi sẽ đến muộn vài phút. Ok, chúng ta có đầu tiên chủ ngữ tôi là I. Tôi sẽ đến muộn, đúng không ạ? I am going to gì? Ở đây mình thấy rằng đến muộn thì mình có một cái tính từ, đó là tính từ late. Vậy đi với tính từ mình sẽ cần với một động từ to be. Chính xác, động từ to be để bổ nghĩa cho nó. Vậy I am going to be late, đúng không ạ? For a few minutes, đến muộn một vài phút. Ở đây mình thấy rằng đi với a few, chúng ta có từ minutes là danh từ số nhiều. Vậy đã đảm bảo được về mặt ngữ pháp, đó là chúng ta dùng với danh từ số nhiều, đúng không ạ? Một vài phút. I am going to be late for a few minutes. Ok. Câu 3, tôi đang đọc vài cuốn sách. Quá dễ, chúng ta có đầu tiên chủ ngữ tôi là I. Ở đây mình thấy rằng là đang đọc, vì vậy đây sẽ là hiện tại tiếp diễn. Vậy đi với chủ ngữ I, chúng ta có I am reading. Rất tốt. I am reading một vài quyển sách. I am reading a few books. Chính xác. I am reading a few books. Ở đây mình thấy a few đi với danh từ đếm được số nhiều, đó là danh từ cuốn sách, books, số nhiều các bạn nhé. I am reading a few books. Ok. Nữa chúng ta có chúng tôi sẽ ở Hà Nội một vài ngày.
Đầu tiên, chủ ngữ chúng tôi, chúng ta có we sẽ ở Hà Nội. Một cái thì gọi là thì gì ạ? Tương lai gần, đúng không ạ? We are going to. Động từ ở đâu đó, chúng ta có động từ là stay. Khi chúng ta đến, chúng ta sống ở Bắc Ninh nhưng chúng ta đến ở Hà Nội một vài ngày, đúng không ạ? Chỉ tạm thời ở đó thôi thì mình không dùng từ live mà là mình chúng ta dùng từ stay. We are going to stay in Hanoi for few days. Một vài ngày. Ở đây a few đi với danh từ đếm được số nhiều, đó là danh từ days. We are going to stay in Hanoi for a few days. Đó. Câu 5, tôi đang nghĩ về vài kỷ niệm ở London. Ở đây mình thấy tôi đang nghĩ rõ ràng đây là hiện tại tiếp diễn, đúng không ạ? Tôi đang nghĩ. Vậy bây giờ các bạn cho cô xin đáp án của câu số 5 xuống phần bình luận nhé. Tôi đang nghĩ về vài kỷ niệm ở London. Đó, tôi đang nghĩ về vài kỷ niệm ở London. Các bạn comment đáp án xuống phần bình luận cho cô nhé. Rồi, vậy cô thấy một vài đáp án khá là chính xác. Đầu tiên mình thấy chủ ngữ tôi là I. Tôi đang nghĩ rõ ràng đây là hiện tại tiếp diễn. Vậy I am thinking about. Nghĩ về điều gì đó, mình nhớ cho cô với I am thinking about. Nhớ nhá. I am thinking about vài kỷ niệm. A few memories. A few memories. Ở đây chúng ta thấy a few đi với danh từ đếm được, đó là danh từ memories. A few memories in London. I am thinking about a few memories in London. Đó. Một lần nữa các bạn cùng cô nhìn lại 5 câu chữa vàng trong buổi học ngày hôm nay. Phải nhớ rằng chúng ta sẽ dùng với lượng từ a few đi với danh từ đếm được số nhiều. Lưu ý nhá. Các bạn, cô thấy rằng các bạn nhớ thì nhớ có nhớ đấy. Nhưng mà khi chúng ta viết thì chúng ta lại ví dụ là thiếu danh từ số nhiều, thiếu đuôi s chẳng hạn. Ví dụ như là a few minutes, chúng ta không thêm đuôi s chẳng hạn thì nó cũng là sai, đúng không ạ? Phải nhớ là đặc biệt là cái thứ mà cái phần mà các bạn hay nhầm nhất đó là phần chúng ta chuyển danh từ số nhiều, các bạn quên không thêm đuôi s. Các bạn chú ý nhá. A few minutes. Đó. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển qua một phần bài nữa, nó là phần bài mở rộng. Trong phần học ngày hôm nay chúng ta sẽ có 4 câu mở rộng chúng ta dùng với lượng từ a few. Và bây giờ các bạn sẽ có thời gian suy nghĩ 4 câu này. Chúng ta sẽ có tầm khoảng 3 đến 5 phút để các bạn suy nghĩ. Và các bạn nhớ rằng là các bạn suy nghĩ được câu nào các bạn sẽ comment đáp án xuống phần bình luận cho cô nhé. Ok, cô thấy rằng là cái câu 1 á, tôi thấy một vài cái ly ở trong chạn cốc. Cái chạn cốc này chúng ta có thể hiểu hình dung nó được dùng với từ, đó là từ cupboard, đúng không ạ? Là cái tủ bếp, đúng không ạ? Cái tủ bếp, đúng không ạ? Cái chạn cốc, người ta sẽ gọi bằng thay thế bằng từ này cho nó dễ hiểu. Vậy các bạn nhớ câu 1 các bạn dùng cho cô từ, đó là từ cupboard. Cupboard, ok. Rồi đấy, thì bây giờ các bạn sẽ có thời gian để chúng ta làm bài nhé. Ok.
Rồi, vậy thời gian suy nghĩ và làm bài của chúng ta đã hết và cô cũng thấy rằng các bạn có rất là nhiều đáp án ở phần dưới này. Và bây giờ các bạn sẽ cùng cô chữa bài nhé. Tôi thấy một vài cái ly ở trong chạn cốc, có nghĩa là tôi nhìn thấy, đúng không ạ? Tôi nhìn thấy một vài cái ly ở trong chạn cốc. Đấy, đáp án của các bạn là gì? Đây chính là đáp án của cô này. I see a few glasses in the cupboard. I see, động từ thấy là động từ see, đúng không ạ? Nhìn thấy bình thường thôi. I see một vài cái ly. Một vài cái ly ở đây là ly thủy tinh. Vậy chúng ta sẽ dùng với danh từ đó là glass. Với danh từ số nhiều, chúng ta nhớ cho cô sẽ thêm đuôi es. Vậy mình có là a few glasses, a few glasses in the cupboard. I see a few glasses in the cupboard. Ok, tôi thấy một vài cái ly ở trong chạn cốc. Câu 2, tôi có một vài đề bài cũ để luyện tập, có nghĩa là tôi có một vài cái chủ đề bài cũ, đúng không ạ? Để luyện tập. Vậy đây chúng ta có đầu tiên chủ ngữ tôi là I, tôi có, I have một vài, a few old topics to practice. Các bạn nhìn lại này, I have một vài, đó là mình dùng với a few. Chủ đề bài cũ, chúng ta có tính từ cũ, đó là old. Chủ đề đó là danh từ topics. I have a few old topics to practice. Đó, để luyện tập, to practice. Câu 3, chỉ có một vài con hổ ở trong vườn bách thú này. Chỉ có một vài con hổ ở trong vườn bách thú này. Đầu tiên ở đây mình thấy rằng không có một cái chủ ngữ nào rõ ràng cả. Vậy chúng ta nhớ phải mượn chủ ngữ giả cho cô. Và ở đây mình thấy rằng là một vài con hổ sẽ là danh từ số nhiều. Vậy chúng ta sẽ sử dụng với chủ ngữ đó là There are a few tigers at the zoo. There are a few, cộng với danh từ số nhiều, tigers at the zoo. There are a few tigers at the zoo. There are a few tigers at the zoo. Vậy câu cuối cùng, cô ấy có một vài người bạn. Cô ấy có một vài người bạn. Câu này thì quá là dễ rồi. Và cô thấy là các bạn trả lời đúng nhất là câu số 4 này. Đó. Cô ấy, chúng ta có chủ ngữ là she has a few friends. She has a few friends. Đó. Vậy thì các bạn nhớ rằng đi với những cái danh từ đi đằng sau của a few, nhớ các bạn dùng cho cô với danh từ đếm được số nhiều. Nhớ nhá. Glasses, topics, tigers, friends. Đó, vậy bạn nào chúng ta chưa làm được thì các bạn nhanh tay các bạn chữa bài, hoặc là chúng ta sẽ chụp ảnh màn hình lại để một chút nữa khi xong cái lớp học này các bạn sẽ mở lại các bạn xem cho cô. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta cũng không quên được nhiệm vụ của bài học ngày hôm nay. Chúng ta đến với phần giao bài của buổi học số 75 ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nhìn qua một chút. Trong phần bài học của buổi số 75 này, ngày mai chúng ta sẽ chữa bài về phần sử dụng với lượng từ, đó là many và much. Many và much. Vậy thì một cái lưu ý các bạn nên nhớ, đó là khi chúng ta dùng với many, chúng ta sẽ dùng với danh từ số nhiều và đếm được. Còn dùng với much, chúng ta dùng với danh từ không đếm được. Ok, không đếm được. Vậy thì các bạn về nhà, chúng ta sẽ suy nghĩ cho cô, giúp cô phần bài học của buổi học ngày mai, và các bạn sẽ làm trước cho cô để ngày mai chúng ta sẽ chữa bài nhé các bạn nhé. Đó, vậy bây giờ các bạn sẽ có thời gian là 4 đến 2 phút nữa để các bạn xong ghi chép xong phần bài tập về nhà. Bạn nào xong rồi thì các bạn sẽ comment là con xong rồi, và các bạn có thể chào cô và thoát lớp nhá. Được không ạ? Cô sẽ để cái màn hình chờ này khoảng 2 đến 3 phút nữa cho các bạn sẽ ghi bài lại. Ok.